Trong công điện mới đây gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19, Bộ Y tế nêu rõ các địa phương có nhiều người nhiễm được áp dụng cách ly y tế tại nhà đối với các trường hợp F0. Theo đó, đối với ca bệnh phát hiện tại cộng đồng không có triệu chứng lâm sàng, nếu có tải lượng virus thấp thì không cần thiết đưa vào cơ sở y tế mà chỉ theo dõi y tế tại nhà. Địa phương chịu trách nhiệm tổ chức các tổ công tác y tế, các tổ tư vấn, tổng đài tư vấn để giúp đỡ chăm sóc người bệnh và kịp thời chuyển đến cơ sở y tế kịp thời khi có dấu hiệu chuyển nặng. Theo Bộ Y tế, các địa phương có số lượng người bệnh và nhu cầu điều trị tăng cao thì đối với trường hợp mắc COVID-19 không có triệu chứng đang được chăm sóc điều trị tại các cơ sở y tế có thể xem xét cho xuất viện vào ngày thứ Bảy khi xét nghiệm real-time PCR âm tính hoặc có tải lượng virus thấp và tiếp tục theo dõi, giám sát y tế tại nhà, nơi lưu trú.